Ở đây không nói ai trực á nè, mà cũng không thấy cái tên là sở cảnh sát giao thông hay là sở cảnh sát đường thủy gì nó dán ngoài hết em, khó hiểu lắm nè, không có thấy ai trực hết nè. Đường lấp dò, địa chỉ 234A tỉnh lộ 848. Dạ. Này tỉnh lộ 484 nè. Cái chuyện cái đó là lúc bắn á con ơi. Bắn đâu bắn. Nè, đến tổ đường bộ lấp dò địa chỉ nè. Ok, hello anh em, thì hôm nay mình sẽ đi chuột bằng lái về cho má mình nha anh em. Bà bị bắn tốc độ ở Đồng Tháp rồi. Thầy biên bản đi anh em. Giờ đi Đồng Tháp chuột biên bản nha má mình nha anh em. Ok, mình theo chân mình nha anh em. Anh em ơi, bà dặn mình chạy chậm chậm thôi mà bà bị bắn tốc độ anh em. Đó, giờ chở bà đi bằng lái nè anh em. Chết luôn. Mẹo, mình dặn mình ra đường chạy chậm thôi. Bây giờ đi chuột bằng lái nè anh em. Này, chở má đi lấy bằng lái nha anh em. Hổng rồi, hổng chạy gì, tắt máy luôn rồi. Mới có 1 tầng không chạy rồi anh em. Có bị gì không? Kỳ vậy? Được rồi. Trời ơi trời. Bỏ xe có 1 tầng chạy không lên luôn. Rồi. Rồi ghé đổ xăng cái. Đầy bên chắc 100.000 á. 90 em. Rồi hai thằng cùng bò luôn. Rồi chạy chen chen vô đó chi trời. Trời 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 trời. Gấp gáp gì không biết nữa. Lên cầu mà anh bò không chết nè. Trời ơi tạt đầu xe tải luôn rồi. Tại em thấy gì đâu gấp. Cứ như là mình ngắm cảnh thôi chứ. Nói chứ qua luôn chứ. Kia Morning gà 1 2 3 4 5 6, đúng là anh 7 gà, chợ 7 con gà luôn anh em ạ. Quá dữ luôn, 66 luôn, đúng chất anh 7 gà luôn. Gần tới Sa Đéc rồi anh em ơi, gần tới chỗ bắn tốc độ rồi. À, giờ chạy 40 chỗ út thẳng đúng không, lo anh em út thẳng để kiếm anh giao thông qua giao lưu cái rồi. Anh em lưu ý là tới Lai Dung là hút mấy lò anh em thắng này kia là anh em nhớ chạy 50 thôi nha. Không là bị ăn biên bản y như má mình. Bây giờ đi tra Google để đi đóng phạt lấy bằng lái về anh em ơi. À là đứng đầu đằng đây với đứng đầu đằng đây mà nhớ đứng đầu đằng đây nhiều nè. Làm chay ghi vai để tra Google luôn. Google kiếm đường đi đóng phạt. Có bán ghi vai trên muối không vậy? Dạ chạy gì bay đi con. Đường lấp dò, địa chỉ 234A tỉnh lộ 848. Này tỉnh lộ 484 nè. Cái chuyện cái đó là lúc bắn á con ơi. Bắn đâu bắn. Nè đến tổ đường bộ lấp dò địa chỉ nè. Đây là lấp dò nè. Sa Đéc anh em à. Đóng phạt ở ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ đó, bến phà cũ Cao Lãnh nè. Chiếu tra Google ra cầu Vàm Cống luôn. À, đi tìm chỗ đóng phạt mà đi vô gần vô gú luôn anh em ơi. Đúng ấp Tân Trong rồi nè, nhưng mà nó không để số nhà gì hết trơn, không như Sài Gòn á. Đây không
cái gùm cho cái địa chỉ gì tra Google không ra luôn, chán thiệt. Nó cho cái địa chỉ kèm theo mà tra Google méo ra, anh em ra tùm lum chỗ chứ. Nãy vô ủy ban quá trời nó chỉ cái đường anh em ơi, lăn qua lăn quăng từ nãy giờ không kiếm được cái trụ sở nó anh em. 234 mà ấp Tân Trong xã đây nè anh em, mà nó không có để cái gì luôn, không có để cái chữ, không có để cái gì luôn. Trời ơi, giao thông đường thủy với đường bộ chung mà coi như nhìn cái cách không có tên, không có gì luôn, kiếm thấy mụ nội luôn. Vô tắt cam để ở đây không thấy ai trực á anh em, mà cũng không thấy cái tên là sở cảnh sát giao thông hay là sở cảnh sát đường thủy gì nó dán ngoài hết anh em, khó hiểu lắm nè, không thấy ai trực hết anh em. Thấy không, chỉ có là xin vui lòng tắt xe liên hệ bảo vệ để được hướng dẫn thôi, mà có ai thấy bảo vệ đâu anh em. Nhìn cơ bản nó mờ căm luôn à. Giờ đi qua bên kia ngân hàng đóng phạt anh em, sau đó về mới lấy bằng lái. Nãy mặt ổng thái độ á, mặt cọc cọc á, tôi nhìn lên cái số điện thoại phản ánh kiến nghị á, tôi bấm vô chợ lấp giò hả, giờ qua ngân hàng đây đóng. Mẹ mình chạy lố 10 cây anh em, đóng 8-900 ngàn vậy, hay rồi cũng bị bắn tốc độ thôi. Đóng việc kinh banh là anh không chịu. Đây rồi, tạp kìa, giao thông phức tạp quá. 40 cái đường bự hơn thôi, cái đường bự hơn, cái xe chạy ẩu hơn.